ngày 6 tháng 3, vụ 6, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã chuyển nguồn tin về tội phạm đến cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về nội dung đơn tố cáo của bà Trần Kim Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TDS, tố cáo hành vi có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp của cán bộ, chiến sĩ công an quận Bắc Từ Liêm. Theo phiếu chuyển nguồn tin về tội phạm của vụ 6, bà Trần Kim Phương cho bà Lê Bích Dung thuê 3 phần tư tòa nhà TH1 từ tháng 7 năm 2018 khi đã hết thời hạn thanh toán, bà Dung cố tình chiếm giữ, không trả nhà và sai một số người ở lại tòa TH1 để cản trở hoạt động. Bà Phương đã nhiều lần báo cáo công an phường Cổ Nhuế 1, công an quận Bắc Tử Liêm đề nghị trục xuất người của bà Dung ra khỏi lô đất TH1. Bà Phương cho rằng công an quận Bắc Từ Liêm và công an phường Cổ Nhuế 1 đã không xử lý dứt điểm những vi phạm gây rối, phá phách của bà Lê Thị Bích Dung và anh Lê Văn Vàng sẽ tới xung đột đỉnh điểm vào ngày 2 tháng 8 năm 2019. Lê Văn Vàng đã có hành vi giàn dựng vụ bắt cóc con tin giả để báo công an phường Cổ Nhớ 1 và công an quận Bắc Tử Liêm giải cứu con tin giả, dẫn đến việc một số nhân viên của bà Phương bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chống người thi hành công vụ. Bà Phương tố cáo công an quận Bắc Từ Liêm đã có hành vi điều chỉnh lại thời gian và sự khai báo gian dối của Lê Văn Vàng. Báo cáo gian dối của trưởng công an phường Cổ Nhuế 1, bảng phân công nhiệm vụ của trưởng công an quận Bắc Từ Liêm không đúng nhằm hợp pháp hóa vụ việc giải cứu con tin để chuyển hóa vụ việc dân sự sang vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Trên cơ sở đó, công an quận Bắc Từ Liêm đã có hành vi bắt người trái pháp luật, lợi dụng chức vụ, quyền hạn và ngụy tạo chứng cứ, chuyển hóa vụ giải cứu con tin giả thành chống người thi hành công vụ qua nghiên cứu đơn của bà Trần Kim Phương và các tài liệu, chứng cứ gửi kèm, vụ sáu nhận thấy, trong thời gian chờ tòa án nhân dân giải quyết, hai bên đều cử nhân viên của mình đến trông coi tài sản và làm việc tại lô đất TH1. Nhóm bà Phương luôn tạo sức ép để nhóm bà Dung, Anh Vàng rời khỏi lô đất trên. Đồng thời, bà Phương cũng có đơn đề nghị cấp chính quyền sở tại buộc nhóm nhân viên của bà Dung phải di rời khỏi lô đất TH1. Do vậy, nội dung đơn tố cáo của bà Phương về vụ báo tin giả về việc bắt cóc con tin là không đúng sự thực, có căn cứ, cần kiểm tra và xác minh. Các tài liệu, hình ảnh, ghi hình mà bà Phương đưa ra cũng chứng minh việc cử lực lượng công an quận Bắc Tử Liêm xuống giải cứu là không cần thiết vì bản chất không có việc bắt cóc con tin. Nhân viên bà Dung vẫn đang nằm, làm việc riêng thoải mái tại lô đất TH1. Thời gian làm việc của anh Vàng tại Tòa Nhân dân quận Bắc Tử Liêm, thời gian trình báo vụ việc bắt cóc con tin với công an là mâu thuẫn, thể hiện anh Vàng đã vu khống nhân viên nhóm bà Phương bắt cóc. Đặc biệt, các bức ảnh thể hiện việc các chiến sĩ công an bị ném cát, trong khi người ném cát đã bị bắt giữ trước đó đã thể hiện rằng các chiến sĩ công an đã tự bôi cát lấy mũ. Ngoài ra, bà Phương cũng đưa ra một số tài liệu khác tố cáo các cơ quan tiến hành tố tụng của quận Bắc Tử Liêm bao che, không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Lê Văn Vàng vì hành vi trộm tài sản làm sai lệch hồ sơ, bắt người trái pháp luật. Xét thấy cần xác minh làm rõ các nội dung tố cáo của bà Trần Kim Phương trong đơn nói trên, vụ 6 Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã chuyển đơn của bà Phương đến cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để xác minh theo thẩm quyền và thông báo kết quả đến vụ 6 theo quy định. Truyền hình báo điện tử tầm nhìn sẽ tiếp tục thông tin.